sự mập mờ trong các thỏa thuận quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc không chỉ tạo ra sự bất ổn trong khu vực mà còn làm suy yếu lòng tin giữa các quốc gia ASEAN, ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình và ổn định. Dự án Phù Nam Techo đưa hạ nguồn Mekong vào hiểm cảnh càng làm bùng lên những mâu thuẫn vốn đã tồn tại từ trước đó. Trước tình hình đó, tin đồn về một dự án sẽ giúp cho Việt Nam giải quyết được các vấn đề là xây dựng kề cầu vượt biển ra Phú Quốc xuất phát từ Kiên Lương, Hà Tiên. Động thái này của Việt Nam đã khiến Campuchia không khỏi lo lắng, bởi theo dự đoán, dự án này sẽ là rào cản khiến Campuchia không chỉ mất lợi ích cạnh tranh du lịch mà còn từ những lo ngại về an ninh quốc gia và ảnh hưởng địa chính trị trong khu vực. Vậy mục đích thực sự của Việt Nam khi xây dựng cây cầu này là gì? Có phải như Campuchia đang lo ngại? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Mặc dù chỉ mới là ý tưởng, song dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc đang được rất nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm. Gần đây, một tập đoàn lớn phát triển về địa ốc của Singapore đã gặp mặt và đang làm việc với chính quyền địa phương nhằm xúc tiến đầu tư dự án xây dựng cây cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc. Vốn đầu tư ban đầu cho dự án dự kiến sẽ khoảng 7.000 tỷ đồng. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, đưa vị thế Hà Tiên và Phú Quốc lên một tầm cao mới. Video clip 3D sinh động mô tả ý tưởng cầu vượt biển, bắt đầu từ Mũi Nai và điểm kết thúc là cảng Đá Trồng phía bắc đảo Phú Quốc. Theo ý tưởng thì cầu vượt biển sẽ có trạm thu phí, xe ô tô và xe tải lớn, xe đạp cũng được phép lưu thông và có hành lang dành riêng cho người đi bộ. Đoạn giữa cầu sẽ có trạm nghỉ, trạm cây xăng, bãi giữ xe và nhà ăn. Nếu là trước đây, khi nghe đến việc xây cầu vượt biển ra Phú Quốc, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đó là một cái gì đó xa vời. Nhưng đừng quên, các công trình vượt biển từ Kiên Lương, Hà Tiên nối với các vùng đảo lân cận đã được thực hiện. Trong đó có đường dây điện 220 kV từ Kiên Bình đến Phú Quốc dài đến 80 km được thi công và hoàn thành. Thế thì, việc thực hiện một cây cầu vượt biển là không có gì, không thể cả. Khi nghe thấy thông tin này, dân tình đã xôn xao trước các phương án khả thi được đề ra cho dự án này. Nhờ cú hích Hà Tiên lên thành phố và đòn bẩy từ hạ tầng, bất động sản Hà Tiên đã tăng ở biên độ mạnh. Nếu cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc chính thức được phê duyệt và đưa vào xây dựng, bất động sản Hà Tiên sẽ còn bứt phá hơn nữa. Theo khảo sát của CNT Group, một số khu vực như bãi Cây Bàng, đường Nguyễn Phúc Chu, khu đô thị mới đã tăng gần 400% chỉ trong 3 năm. Giới chuyên môn đánh giá, dù tăng cao nhưng nếu so với mặt bằng chung tại các thành phố khác thì mức giá này vẫn hoàn toàn hợp lý, có thể khai thác du lịch nên hứa hẹn tiềm năng sinh lời. Với những thành công từ những cây cầu vượt biển trước đó, giới chuyên gia tin rằng dự án về cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ sớm xuất hiện chứ không còn là ý tưởng nữa. Theo đó, hai điểm gần nhau nhất giữa Phú Quốc và đất liền là Mũi Đá Trồng thuộc xã Bãi Thơm - Phú Quốc và Núi Đèn thuộc phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên. Hai điểm cách nhau hơn 40 km. Đa số mọi người đều cho rằng nên xây cầu kết nối hai điểm này vì nó tiết kiệm. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có thể dễ dàng thấy hoàn toàn không thuận tiện, nhất là về mặt giao thông. Một phương án khác phù hợp hơn khi có điểm bắt đầu là một địa điểm ở cửa ngõ của Hà Tiên, nằm giữa Mũi Ông Cọp và khu lấn biển Nam Hà Tiên, đồng thời tránh nút giao lộ 80 quốc lộ N1. Điểm cuối có thể là khu vực bãi bồn thuộc Hàm Ninh, Phú Quốc. Hai điểm này rất thuận tiện về giao thông vì nó không đi qua trung tâm thành phố, nhưng mà rất dễ tiếp cận trung tâm của hai đô thị này. Cầu cũng nên đi qua một hoặc là vài đảo thuộc quần đảo Hải Tặc. Chúng ta có thể xây dựng khu vực này thành một điểm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu cũng như là kết nối quần đảo này với đất liền. Nếu theo phương án này, thì tổng chiều dài mặt biển rơi vào khoảng 46-47 km. Dự án xây dựng cầu vượt biển ra Phú Quốc được cho là rất khả thi về mọi mặt. Được biết, vùng Vịnh Thái Lan vốn là một vùng biển cạn với độ sâu trung bình khoảng 45 mét. Riêng vùng biển ven bờ Mũi Cà Mau, Hà Tiên, Phú Quốc có độ sâu trung bình dưới 10 mét, khá thuận lợi cho thi công. Trước giờ, địa chất vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn khá yếu, nhưng vùng biển từ Hà Tiên ra Phú Quốc thì nền đất lại ổn định hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tại vùng biển này, vấn đề sóng gió cũng khá dễ chịu. Ngày thường thì gió chỉ ở mức cấp 2 đến cấp 4.
chỉ một vài ngày trong năm gió cấp 6, cấp 7 và hiếm khi nào gió trên cấp 7. Vùng biển này được che chắn khá kỹ lưỡng bởi các vùng núi xung quanh, gần như không có hoạt động địa chấn và cũng là vùng biển ít bão nhất của cả nước. Lợi ích chiến lược của cầu vượt biển. Một trong những lợi ích chiến lược rõ ràng nhất của cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc là việc tăng cường kết nối giao thông và kinh tế giữa Phú Quốc và đất liền. Phú Quốc hiện nay là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2019, Phú Quốc đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 541.000 lượt khách quốc tế. Với việc xây dựng cầu vượt biển, lượng khách du lịch này dự kiến sẽ còn tăng mạnh, giúp thúc đẩy nền kinh tế của Phú Quốc cũng như các khu vực lân cận. Không chỉ vậy, cầu vượt biển còn giúp giảm thời gian di chuyển và chi phí vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ trên đảo. Ngoài ra, việc xây dựng cầu vượt biển cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh khu vực. Phú Quốc nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông, là cửa ngõ quan trọng để kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng. Việc xây dựng cầu vượt biển sẽ giúp tăng cường khả năng triển khai lực lượng quân sự nhanh chóng và hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh khu vực. Tác động của dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc đến vị thế địa chính trị của Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến Campuchia lo lắng. Cầu vượt biển không chỉ giúp gia tăng sự hiện diện và ảnh hưởng của Việt Nam tại khu vực Tây Nam Bộ, mà còn có tác động trực tiếp đến sự phát triển du lịch và kinh tế ở Phú Quốc. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP của Phú Quốc đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, đạt mức tăng trưởng trung bình từ 7 đến 8% mỗi năm. Sự phát triển này không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà còn cả các nhà đầu tư quốc tế, tạo ra một sức ép cạnh tranh lớn đối với các điểm du lịch và kinh tế lân cận, trong đó có Campuchia. Campuchia, với các điểm du lịch nổi tiếng như Angkor Wat và Sihanoukville, cũng đang nỗ lực phát triển du lịch và kinh tế. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc và các khu vực lân cận nhờ vào cầu vượt biển, Campuchia có thể đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút du khách và đầu tư. Điều này có thể dẫn đến tình trạng suy giảm kinh tế và mất đi lợi thế cạnh tranh của Campuchia trong khu vực. Một trong những lo ngại lớn nhất của Campuchia liên quan đến dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc là khả năng mất an ninh quốc gia. Campuchia lo ngại rằng cầu vượt biển có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, tăng cường khả năng triển khai lực lượng và thiết bị quân sự của Việt Nam tại khu vực này. Với vị trí chiến lược của Phú Quốc trên Biển Đông, việc xây dựng cầu vượt biển sẽ giúp Việt Nam dễ dàng kiểm soát và giám sát khu vực biển giáp danh với Campuchia. Theo các chuyên gia quân sự, khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng và hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Việc xây dựng cầu vượt biển sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa an ninh, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Điều này khiến Campuchia lo ngại về sự mất cân bằng lực lượng quân sự trong khu vực, có thể dẫn đến những căng thẳng và xung đột không mong muốn. Không chỉ vậy, việc tăng cường kiểm soát và giám sát khu vực biển giáp danh với Campuchia cũng là một trong những nguyên nhân khiến Campuchia lo lắng. Với sự hiện diện của cầu vượt biển, Việt Nam có thể dễ dàng kiểm soát các hoạt động trên biển, từ đó tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ khu vực biển của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và giao thương của Campuchia trên Biển Đông, gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và an ninh quốc gia của Campuchia. Campuchia lo ngại về dự án cầu vượt biển Hà Tiên. Một trong những phản ứng đầu tiên và rõ ràng nhất từ phía Campuchia là sự công khai bày tỏ lo ngại từ các lãnh đạo và cơ quan truyền thông. Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng việc Việt Nam xây dựng cầu vượt biển có thể ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích kinh tế của Campuchia. Theo báo cáo của truyền thông Campuchia, việc xây dựng cây cầu vượt biển này sẽ tạo ra một tuyến đường giao thông mới, có thể làm giảm lưu lượng hàng hóa và du khách qua lại giữa Campuchia và Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Campuchia. Điều này càng trở nên cấp thiết khi dự án Funam Techo của Campuchia cũng nhằm mục tiêu phát triển giao thông và kết nối khu vực, làm cho sự cạnh tranh giữa hai nước càng trở nên gay gắt.
Các cơ quan truyền thông Campuchia cũng đã đăng tải nhiều bài viết phân tích về những tác động tiềm tàng của dự án này đối với Campuchia. Báo Phnom Penh Post đã có nhiều bài viết nhấn mạnh rằng dự án cây cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc có thể làm thay đổi cán cân kinh tế và ảnh hưởng đến các tuyến thương mại hiện có. Việc Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch và thương mại lớn sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các điểm du lịch và cảng biển của Campuchia như Sihanoukvi và Koh Rong. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế của Campuchia mà còn có thể làm suy giảm vị thế địa chính trị của nước này trong khu vực. Trước tình hình này, Campuchia đã đề xuất các biện pháp hợp tác hoặc đối phó nhằm giảm thiểu tác động của dự án cầu vượt biển. Một trong những đề xuất từ phía Campuchia là tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế của Campuchia không bị ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra, Campuchia cũng đề xuất các biện pháp hợp tác về an ninh và quốc phòng nhằm đảm bảo rằng dự án cầu vượt biển không gây ra những căng thẳng và xung đột không cần thiết. Ngoài những lợi ích về kinh tế và du lịch, dự án cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc còn mang lại những lợi ích to lớn về an ninh quốc gia. Phú Quốc, với vị trí địa lý đặc biệt, có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng và an ninh của Việt Nam. Việc xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc sẽ giúp tạo ra một hành lang an ninh vững chắc trên vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Hiện nay, khu vực này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh từ các hoạt động phi pháp trên biển như buôn lậu, khai thác trái phép tài nguyên biển và các hoạt động quân sự của các nước láng giềng. Việc có một tuyến đường bộ trực tiếp nối liền đất liền với Phú Quốc sẽ giúp lực lượng hải quân và các lực lượng bảo vệ bờ biển dễ dàng triển khai các hoạt động tuần tra, giám sát và phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại các khu vực chiến lược không chỉ giúp bảo vệ chủ quyền mà còn tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. Việc xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ thống phòng thủ của Việt Nam ở khu vực này. Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo du lịch mà còn là một căn cứ quân sự quan trọng của Việt Nam. Việc xây dựng cầu vượt biển sẽ giúp nâng cao năng lực triển khai quân sự, vận chuyển thiết bị và duy trì sự hiện diện quân sự trên đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc khủng hoảng an ninh, việc có một tuyến đường bộ trực tiếp sẽ giúp tăng cường khả năng huy động lực lượng và tiếp tế cho các đơn vị đóng quân trên đảo. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc của Việt Nam có thể được xem là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối giao thông và phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ. Điều này có thể tạo ra một sự cạnh tranh trực tiếp với dự án Phủ Nam Techo của Campuchia, vốn cũng nhằm mục tiêu tương tự. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải Campuchia, dự án Phủ Nam Techo dự kiến sẽ bao gồm việc xây dựng một hệ thống kênh đào và cầu vượt để cải thiện giao thông và kết nối giữa các khu vực trong nước và với Việt Nam. Sự cạnh tranh này có thể làm giảm sức hấp dẫn của dự án Phủ Nam Techo đối với các nhà đầu tư khi họ thấy rằng Việt Nam đã tiến xa hơn trong việc triển khai các dự án hạ tầng quan trọng. Việc xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Cầu vượt biển sẽ giúp Việt Nam tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tại khu vực Tây Nam Bộ, từ đó củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Điều này có thể gây ra những lo ngại cho Campuchia, đặc biệt khi nước này đang nỗ lực thực hiện dự án Phủ Nam Techo để nâng cao vị thế địa chính trị của mình. Dự án Phủ Nam Techo có thể bị ảnh hưởng nếu Việt Nam thành công trong việc xây dựng cầu vượt biển, làm thay đổi cán cân ảnh hưởng trong khu vực. Campuchia lo ngại rằng sự thành công của Việt Nam trong việc triển khai cầu vượt biển có thể làm giảm tầm quan trọng của dự án Phủ Nam Techo trong mắt các đối tác quốc tế và khu vực. Cả hai dự án, cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc và Phủ Nam Techo đều liên quan đến việc kiểm soát các tuyến đường biển và khu vực biên giới. Việc Việt Nam xây dựng cầu vượt biển có thể giúp tăng cường khả năng kiểm soát và giám sát vùng biển phía Tây Nam, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi và an ninh của Campuchia. Điều này càng trở nên quan trọng khi xem xét rằng dự án Phủ Nam Techo cũng nhằm mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông và an ninh khu vực biển của Campuchia. Campuchia lo ngại rằng việc Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hơn vùng biển có thể hạn chế khả năng tiếp cận và kiểm soát của Campuchia đối với các tuyến đường biển quan trọng.
việc xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc có thể làm thay đổi các tuyến đường thương mại và lưu lượng hàng hóa trong khu vực. Dự án Phù Nam Thê Chô của Campuchia với mục tiêu phát triển các tuyến kênh đào và cầu vượt cũng nhắm đến việc cải thiện giao thương và kinh tế khu vực. Nếu Việt Nam thành công trong việc xây dựng cầu vượt biển và thu hút được nhiều lưu lượng hàng hóa và du lịch, dự án Phù Nam Thê Chô có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và thu hút đầu tư. Điều này có thể dẫn đến việc giảm hiệu quả kinh tế của dự án Phù Nam Thê Chô, gây ra những tổn thất cho nền kinh tế Campuchia. Campuchia, trong quá trình thực hiện dự án Phù Nam Thê Chô, cũng cần sự hỗ trợ và hợp tác từ các tổ chức quốc tế và các nước láng giềng. Việc Việt Nam xây dựng cầu vượt biển có thể tạo ra một thách thức cho Campuchia trong việc thu hút sự hỗ trợ này. Các tổ chức quốc tế và các nước láng giềng có thể tập trung hỗ trợ Việt Nam trong dự án cầu vượt biển, khiến Campuchia gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nguồn lực cho dự án Phù Nam Thê Chô. Sự cạnh tranh về nguồn vốn và hỗ trợ quốc tế có thể làm giảm khả năng thành công của dự án Phù Nam Thê Chô, đặt Campuchia vào tình thế khó khăn hơn. Việc Campuchia lo ngại về dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc của Việt Nam có liên quan chặt chẽ đến dự án Phù Nam Thê Chô. Cả hai dự án đều nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, cải thiện kinh tế và nâng cao an ninh khu vực. Sự thành công của dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc có thể tạo ra những thách thức và cạnh tranh cho dự án Phù Nam Thê Chô, đồng thời ảnh hưởng đến vị thế địa chính trị và an ninh của Campuchia. Để đối phó với tình hình này, Campuchia cần tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và duy trì sự ổn định trong khu vực. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Campuchia cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế sẽ là yếu tố then chốt giúp hai nước vượt qua các thách thức và cùng phát triển trong hòa bình và thịnh vượng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúng tôi xin lưu ý rằng các nội dung trên kênh không mang tính chất định hướng, không tuyên truyền, kêu gọi hay kích động. Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin một cách trung thực và khách quan để quý vị có thể tự mình đánh giá và đón nhận.